Homestay nghỉ dưỡng tuyệt đẹp, có sẵn vườn cây ăn trái, view suối rất là đẹp, nằm tọa lạc trên mặt tiền đường Hòn Minh Thảo, rộng hơn 5m, homestay có tổng diện tích là 330m2, 100% đất ở thổ cư, diện tích thực tế là 400m2, ngang 7,4m hướng đông nam, nở hầu 14m, có kết cấu 4 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ là đều có máy lạnh, nội thất. Dường nệm đầy đủ view cực kỳ đẹp luôn khí hậu trong lành thoáng mát phù hợp cho gia đình có thể là ở hoặc là đầu tư kinh doanh homestay tây hoặc cho thuê rất là tuyệt vời có sân ăn uống sinh hoạt ngoài trời rất là đẹp cách chợ và ủy ban dân xã là chỉ tầm 900m cách ra đụng biển là chỉ tầm 7,9km đường ô tô rất là đẹp pháp lý sổ hồng đầy đủ một sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho quý cô chú anh chị nào yêu thích phong cách nhà vườn vi suối ngay tại thành phố biển nha trang xinh đẹp khí hậu mát mẻ quanh năm tầng trên sẽ gồm hai phòng ngủ và mỗi phòng là đều có máy lạnh giường nệm đầy đủ tất cả đều rất là mới rất là sạch đẹp rất là tuyệt vời luôn